Rồi em gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm và những người đã ủng hộ quyên góp cho mẹ con em. Giờ cho em gửi để qua bên ủng hộ cho các nhà bên chỗ đạm chỗ hai chỗ mà lật ghé ở đấy, thì cho em ủng hộ thêm 2 triệu. Là bây giờ có nghĩa là chỉ muốn ủng hộ lại cho hai hoàn cảnh kia là 2 triệu. Đó kính thưa quý vị, cái này là tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách đó quý vị. Thì cái hoàn cảnh của anh Hải và chị Thức thì Thánh Nguyên đã tới đây mấy lần từ khi mà anh mất cho tới bây giờ, thì gia đình cũng nhận được rất là nhiều cái tình thương mến thương của quý vị. Và kia lần này cũng vậy, Thánh Nguyên nhận được thêm 6 triệu và chị Thức thì bây giờ cũng đã ổn hơn những cái hoàn cảnh khác và chỉ muốn san sẻ lại cho những cái hoàn cảnh khó khăn hơn, là 2 triệu đồng chia ra cho hai hoàn cảnh. Rồi thì em cũng thay mặt là em nhận giùm Chiều chị anh nhé. nhé, nhé chiều anh nhận giúp cho em với. Rồi rồi, có gì em sẽ sắp xếp tới và em sẽ trao cho người ta. Đây nó đưa đi luôn hả? Đưa đi luôn. Rồi rồi, cái lúc tối chú có ở được trong nhà không? Chỗ đi đi trốn chỗ khác. À, cũng phải đi trốn chỗ khác chứ đúng không? Trời 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 ơi. Này quý vị nhìn này. Bay tính ra là mất 4 viên. Mà trên đó mình không có cái gì để mình chắn ngang trên đó cho nó đỡ bị tốc rồi chú. Để giữ tôn khỏi chống bão rồi mà. Nhưng mà nó vẫn lật Không bay ra. được nước này, không bay được bay bể trước người tắm nữa này. Nó bay ra trước này, bể ở trước này luôn này. Nguy hiểm quá nhỉ. Đây quý vị, đến đây thì Thành Nguyên cũng không có báo trước, cho nên là cũng không biết là có người nhà ở trong nhà hay không. Cái ngôi nhà phía trước là của ông bà nội, còn cái ngôi nhà một bên mới là nhà của anh Hải chỉ thích nha quý vị. Có người nhà đây, cái ngôi nhà bên trái đây. Chào chị Thức. Chị khỏe không? Có nhớ ai nữa không? Con chào chú. Gia đình mời cơm chưa? Vậy hả? Cầm cầm cái máy anh nghe thắt cái nhau. Chào chú khỏe chứ ha? Rồi chú ngồi đây nhá, cái con trò chuyện chú với chị tí đi. Cái đợt nước lên vừa rồi đây, nước nó có vào nhà nữa không? Không ha. Chỉ đến sân thôi. Mà tính nó tới sân thì ngoài kia nó cũng cao chứ. Cũng cao. Cũng phải đi đi ghe vào ha chú ạ. Người có chi? Thế cháu mấy lâu nay ở nhà chú? Hôm nay thứ bảy mà đúng không? Chủ nhật.
Tớ tính từ hôm đó tới giờ là được bao nhiêu ngày rồi chú ha? Một tháng, hơn tháng rồi đó. Hơn tháng rồi. Giờ cũng 40 ngày rồi đó. 40 40 ngày. ngày, tính 10 là 49 ngày. Còn có 10 ngày nữa là 49 ngày nữa ha. Đến giờ đi trốn bão nhà họ mới về dọn dẹp xong. À, mình phải đi trốn bão. Đúng rồi, nước lên mà mình ở trong nhà cũng 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 sợ Bà cũng bay lên tóc bảo mái bay ở bên tốc mái với nhà cũng bay tóc mái tóc là hôm hôm nào chú? mà khi đến đêm À, khi tối nay lại bị tốc mái nữa. Ồ. Ghê ha. cái tối cho anh ở đâu anh À, tối anh ở chỗ phường Tứ Hà đó, nhưng mà ở khách sạn cho nên cũng không có cảm nhận được. nó mới lạ lấy cũng đây chứ dọn được Vậy là lúc gió bão là nó vào lúc khoảng mấy giờ chú? 12 giờ hơn á, 12 giờ hơn. 12 giờ tới 4 giờ sáng. À, là lúc đó là gió lớn lắm hả? Giờ lớn. Vậy là nó quét qua cũng nhanh ha. Quét qua nhanh. Đợt này gió mạnh nó ít thiệt hại. Gió mạnh gió lâu dài hơn được được nữa. À, thì ngày hôm nay đó, ngày hôm nay thì tụi con ra đây đó chú, tụi con đi ra lại Huế đây thì cũng hỗ trợ cho một số hoàn cảnh mà vừa nước mới lên mà có một số hoàn cảnh cũng bị lật ghe và thiệt mạng đó, cho nên tụi con cũng ra đây hỗ trợ cho người ta rồi kết hợp là cái lần trước đó tới thăm cũng có một số cô chú cũng có gửi thêm một số tiền cho gia đình mình. À, thì hôm nay tới đây thì trao lại cho gia đình mình luôn. À, thì cái số tiền mà từ cái hồi đó tới giờ em nhận được thêm cho gia đình mình là 6 triệu chị nhé. 6 triệu. Thì đây em xin gửi cho chị số tiền 6 triệu. 6 triệu này thì bao gồm có là của cô Mão là 500, của cháu Enly ở Thụy Điển là 1 triệu, của cô Khanh ở Đà Lạt là 1 triệu, và của anh Hồ Văn Trung 1 triệu, của cô Thúy hay cô Thủy ở Nha Trang 500, và chị Phạm Thị Nhi là 2 triệu. Tổng số tiền là 6 triệu em trao cho chị nhé. Cho em gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm và những người đã ủng hộ quyên góp cho mẹ con em. Giờ cho em gửi để qua bên ủng hộ cho các nhà bên chỗ đạm chỗ hai chỗ mà lật ghé ở đấy thì cho em ủng hộ thêm 2 triệu. Là bây giờ có nghĩa là chỉ muốn ủng hộ lại cho 2 hoàn cảnh kia là 2 triệu. Đợt trước ngày qua cũng có một đoàn vô là em cũng có ủng hộ cho những các chỗ khác cũng có hoàn cảnh khó khăn hơn em nữa vì xã họ chưa tìm ra được á. Bên chỗ ta lén với rau trăng ba nữa Rồi. mà em cũng có ủng hộ thêm bên bên chỗ bên đó. Giờ bên chỗ bên bên chỗ chim gái 2 người đó giờ cho em ủng hộ lại bên đó 2 triệu. Rồi rồi. Sớm nữa. Đó kính thưa quý vị, cái này là tương thân tương ái lá lành đùm lá rách đó quý vị. Thì cái hoàn cảnh của anh Hải và chị Thức thì Thành Nguyên đã tới đây mấy lần từ khi mà anh mất cho tới bây giờ, thì gia đình cũng nhận được rất là nhiều cái tình thương mến thương của quý vị, và cái lần này cũng vậy, Thành Nguyên nhận được thêm 6 triệu và chị Thức thì bây giờ cũng đã ổn hơn những cái hoàn cảnh khác và chị muốn san sẻ lại cho những cái hoàn cảnh khó khăn hơn. Là 2 triệu đồng chia ra cho 2 hoàn cảnh. Thì em cũng thay mặt là em nhận giùm chị nhé. Rồi rồi có gì em sẽ sắp xếp tới và em sẽ trao cho người ta. Các cháu đi đâu cả chị? Thì học con bé ở đó Một bé thì đi cũng về đang ôn thi mai thi. à mai thi ha. Rồi mấy lâu nay có ai tới đây thăm hỏi gia đình mình nữa không chị? Giờ ngay cách ngay qua thì cũng có hai anh hai đứa một đứa cũng có vô luôn. Hai anh chị vừa mới trao đổi đấy ha. Là chị cũng gửi lại cho người ta một phần để mà san sẻ cho hoàn cảnh khác đúng không? Tốt quá. Đó mới đó mà cũng 40 ngày rồi quý vị, cũng khá là nhanh.
Thành Nguyên đang còn nhớ là tới đây mọi người cũng đang dựng rạp đồ lên và đang làm lễ. Cái lễ ở đây thì cũng hơi lạ so với một số vùng miền khác, là cũng có tính hồi đó Thành Nguyên tính là cũng mười mấy hai 20 người mặc đồng phục quá ha, mặc đồng phục để mà làm lễ ha. Chắc chỉ ở Huế đây mới có cái tập tục này thôi, chứ con đi nhiều con cũng chưa có thấy cái lễ nào vậy. Chú cho con sang con nhìn cái mái mà nó bị tốc cái lúc tối được không chú? Em đi chủ nhà bảo họ nhà bỏ nhà họ mà năm trong phòng cũng nghe ít nghe lắm. Đúng rồi, nói chung Mà mà giờ mình về không không nghe được thấy chắc máy ăn đâu. thì mình cũng nên 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 trốn đi chứ trong nhà nguy hiểm lắm, mình không biết cái chuyện gì nó xảy ra đâu. Ồ đây là quý vị. Đây nó đưa đi luôn ha. Đưa đi luôn. Rồi rồi cái lúc tối chú có ở được trong nhà không? Chỗ đi đi trốn chỗ khác. À cũng phải mình cũng phải đi trốn chỗ khác chứ đúng không? Trời 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 ơi. Này quý vị nhìn này. Bay tính ra là mất 4 viên. Mà trên đó mình không có cái gì để mình chắn ngang trên đó cho nó đỡ bị tốc rồi chú. Để giữ tôn khỏi chống bão rồi mà Nhưng mà nó vẫn lật tôn đi bay ra. được nước này bay được bay bể trước này tắm nữa này Nó bay ra trước này, bể ở trước này luôn này. Nguy hiểm quá nhỉ. May trốn đi chứ ở trong nhà là không biết là cái gì nó rơi vào đầu. Bây giờ cũng đang còn mưa này quý vị. Bây giờ bắt đầu trời mưa rồi. Nhưng mà nó gió mạnh nhất là vào thời điểm là 12 giờ cho đến 4 giờ sáng chú ha. Quá nguy hiểm. Quý vị thấy sống ở miền Trung là vậy đó quý vị. Có nghĩa là chưa có cái gì gọi là chắc, chưa có cái gì gọi là chắc ăn. Nhà xây cao như vậy này, nhà xây cao như vậy mà nước nó vẫn còn vào. Ở phía sau kia đó quý vị, ở sau cái chỗ cái tấm bạt xanh xanh ở phía sau đó là hồi kỳ là anh Hải mất là đưa đi ra sau đó và chôn cất ở phía sau. Nếu như quý vị mà theo dõi kênh của Thành Nguyên thì cũng chắc là cũng biết rồi. Mưa mưa lớn này quý vị, mưa lớn này mấy cái điểm này nó cũng bị sói mòn hết này. Và xói mòn lên cái kiểu này mà lâu dài đó thì sẽ không có thể tránh được những cái điểm sạt lở với nhà cửa, là những cái móng nhà nó cũng bị sẽ bị yếu đi. Nguy hiểm quá. Ông vừa một mình nhà mình bay mấy dân trên nóc này. Cái nhà bên này cũng bay mất mấy mấy cái nóc nhà này quý vị. Nóc nhà nó cũng bay xuống tùm lum này. Như thế này thì ai mà dám ở trong nhà. Lần tối nó đâu ấy. Cái đúng rồi, cái này mà mình có điều kiện sau Để nó mình nó xuống thôi đến đưa ra nó rồi mình sẽ làm là tôn đấy chú, làm tôn lập tôn cho nó chắc. Dù sao nó cũng đỡ cái ngói này, nên ngói này nó còn nhà tênh có điều kiện vênh vậy này. tôn đấy. Sống một mình mà tay chân thì cũng không làm gì được, đã bị tai nạn chân quẹo rồi này. Con thấy cái tay này bây giờ nó bị tật này. Nó đâu có làm được cái gì đâu ha. Vậy bình thường thì chú làm gì? Thì cũng ở nhà để cho làm gì đâu, Rồi vậy rồi kinh tế cuộc sống hàng ngày làm sao? thì cuộc sống hàng ngày thì nhờ con cháu rồi thôi. Nhờ con cháu. Hết khổ ha. Thôi vậy chú nha, con cũng tới đây thăm lại gia đình mình và trao cho gia đình một phần tiền của mạnh thường quân á, đã gửi rồi cũng từ hồi đó đến giờ, cũng bây giờ mới có dịp ghé qua. Chúc chú sức khỏe nhé. Chú nhé.
chị nhé, chúc chị sức khỏe để còn chăm lo cho các cháu ăn học, thương quá ha. Rồi rồi con xin phép nhé. Dạ, dạ, chào chị. Rồi, giờ này quý vị thấy đây, à, cái chỗ cái sân này đây này quý vị, nó khá là cao, tính ra mà từ đây mà nó đi ra ngoài đường này là nó phải đến khoảng 1,5 m. Vậy mà nước mấy ngày vừa qua là nó lên tới sân đây thôi quý vị, là ra đây đó. Đây quý vị thấy không? Nó sói mòn này. Đó, nó sói mòn từ từ sân này, từ sân nhà này. Đó, từ sân nhà mà đi ra đây nó bị sói mòn vậy này. Đó, thì những cái móng nhà như thế này làm sao mà chắc chắn được. Mình mà mấy cái gạch bằng tấp lô này đó, tấp lô xi măng đó, một thời gian mà nó mà gặp nước nữa thì là nó sẽ bị mục ra. Rồi lúc đó lại sập nhà sập cửa nữa. Nhưng mà cuộc sống ở người dân miền Trung quá khổ. Đây này quý vị, để Thành Nguyên quay ngoài quay vào cho quý vị xem này, cái ngôi nhà của bố anh Hải đây, là bố chồng của chị Thức đây. Bay luôn mấy viên ngói này. Phải trốn đi là đúng rồi. Rồi ok quý vị, bây giờ Thành Nguyên xin kết thúc video tại đây nha quý vị. Và kính chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe. Rồi bye bye quý vị, hẹn gặp lại quý vị nha.